Sắp Hoàng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc lò vi sóng 3D siêu VIP nữa này. Em về được mấy chiếc VIP đẹp giới thiệu luôn với các bác nhé. Một con 3D của hãng Hitachi. Hitachi thì phải nói là cái lò của nó VIP thật các bác, full tính năng luôn. Những cái con này em nhập toàn bộ là lò 30 lít, 30 đến 32 lít nhé. Kích thước đây các bác nhé. Ở bên ngoài này, đây bên trong, công suất điện đây. Sản xuất tại Thái Lan đời 2015. Đấy. Riêng những cái lò này em nhập về toàn lò chất, những là đẹp. Đấy. Có nhiều con đời thấp thì rất đẹp luôn. Nhưng ở đây là các bác nhìn thấy là con này màn hình LED này, Hitachi có mã là MRORS8, 77 menu nấu tất cả. Có cả những em dịch ra nhé, các bác có cả những cái menu giã đông thịt bò, tức là từng loại thịt luôn, nấu từng loại. Đấy, các bác cứ dùng cái Google dịch cho bác dịch ra, nấu từng menu rất là hay luôn, nấu tự động luôn. Đấy. Rồi giã đông cả, hâm nóng cả thịt nướng, giã đông thịt nướng các kiểu luôn. Kinh lò, quá nhiều menu. Con này có bùa các bác nhá. Nướng có bùa luôn. Rất dễ dùng các bác. Bình thường các bác vi sóng thì bấm mỗi nút này thôi này. Em sẽ bỏ cái này ra cho các bác xem bên trong đã. Đây, khay như mới luôn ạ. À. Con này ruột màu trắng cực đẹp các bác nhá. Mới rất mới luôn. Nướng là phần nướng mai soi che kín các bác nhé, để đảm bảo là các bác vệ sinh lau chùi rất là dễ. Đây là một cái khay gốm này. Đấy, bây giờ ông khay thôi. Bây giờ mình em sẽ test thử các bác. Đầu tiên là cho cái nhé. Thực ra quay mà lại test thì nó rất là lâu các bác. Nhưng mà, đấy, giới thiệu lò thôi. Chứ còn em sẽ làm clip test cho các bác sau. Đấy, đèn sáng rực luôn. Đại khái là quay để giới thiệu lò các bác nhé. Còn bác mà muốn test thì sẽ quay cả lên một cái clip test riêng thì nó, vì khi mà quay test thì nó khá là lâu. Đây, vi sóng nào trẻ hơn một phút này, rất là lâu. Tất cả các bác yên tâm là khi bán em đều test cẩn thận. Ở đây là menu, tí thì em cho chạy xong này em sẽ rồi đây tắt thì các bạn, lâu lắm em quay muốn nhanh gọn. Vừa phát đã nóng ngay rồi các bạn nhé, nóng ngay nước ở đây này, bốc hơi ngay. Ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy là có các cái nút này này, ở đây là chế độ công suất vi sóng này, 800W này, 600, 500. Nếu các bác nếu muốn giã đông các bác dùng khoảng 500W, hoặc là các bác thích thì dùng những cái menu giã đông từng loại ở trên này luôn. Các bác dịch ra nhé, đủ các loại menu giã đông luôn. Đấy. Giờ là các bác chọn thời gian thôi, ok 1 phút mình bấm đây. Đây ví dụ thế. Tiếp theo đây là cái này là lên men làm bánh này, các bác có thể chọn được nhiệt độ nhé, mình chạy bao nhiêu nhiệt độ, tối đa là 250 độ C. Được chưa? Đấy. Rồi chọn thời gian, bấm. Nói chung là rất dễ thao tác. Tiếp theo là các bác nướng. Nướng nhé. Mình muốn có bùa ẩm thì các bác phải bấm bùa ẩm này. Bấm bùa ẩm rồi nướng có bùa ẩm, chọn thời gian. Thì các bác nướng, nướng sẽ có bùa ẩm luôn, bấm đây. Đấy. Mà nướng mà. Đấy. C09 các bác, nhưng là chưa cho khay này nhé. Nướng phải cho khay này và bỏ khi các bác lưu ý nhé, nếu mà dùng nướng này các bác phải bỏ khay này ra nhé, bỏ khay này ra và cho cái khay sắt vào thì các bác mới nướng được. Ở trên này nó hình như nó có ghi này, em nhớ không nhầm là trên này nó có ghi cái bảng mã, nó có ghi đây. Đây các bác bỏ cái khay nướng này vào để các bác mới nướng được nhé, bỏ khay nướng này vào và bỏ cái khay kia ra này. Đấy. Thì các bác mới nướng được, nướng có buồm nhé. Đấy. Đấy, đấy là một cái tiếp theo. Rồi, tắt đi thôi. Và bây giờ khi mà mình dùng các chức năng khác thì mình phải cho cái khay gốm này vào. Khay gốm này nó vào, nó có cái chốt trong công tắc trong này. Đấy. Tiếp ở đây thì mình có các cái menu nữa các bạn này. Menu các bạn nhìn các cái chữ này này, đấy, nó tương ứng với đây. Các cái chữ ở đây, từng cái gạch trắng này là một hàng menu. Ở trong hàng menu thì các bác chọn đến tận 17. Đấy. 19. 17. Đúng rồi, chọn đến tận 24 các bác nhá, nó không ghi nữa mà chọn đến tận 24 luôn. Đấy, chọn đến tận 24 luôn nhá. Tiếp theo là cái hàng thứ hai này các bác này, cái chữ này này. Các bác nhìn nó tương ứng với đây. Đấy. Để các bác thích cái menu nào thì các bác cứ chọn như vậy, tương tự vậy thôi. Nói chung là nó rất là dễ dùng. Và cái nút này, này là cái nút vệ sinh lò này, mà nó sẽ phun hơi nước ra để nó vệ sinh lò cho các bác luôn, vệ sinh
để cho làm sạch khử mùi đấy. Những cái chiếc này rất là đẹp các bác nhé, em bán là 4 triệu 2, em bán bên em giá công khai đấy, các bác nào cảm thấy giá cả nó bên em phù hợp thì các bác ủng hộ em, mình khi mình mua thì mình cứ tham khảo thôi, shop nào người ta bán uy tín, giá thành hợp lý, chất lượng tốt thì là các bác mua thôi, thì cũng mong là các bác xem mà nó phù hợp thì các bác ủng hộ bên em. Đấy, hàng chọn này thì nói thật với các bác là bên em là phải nhập lại rồi, đối với hàng chọn này thì không thể nào nhập lô được đâu ạ. Những cái lò vi sóng này bắt buộc phải nhập chọn thì mới đẹp được cho các bác, mới đảm bảo được chất lượng. Chứ còn những hàng vi sóng này mà nhập lô về trong một cái lô 100 chiếc ấy, thì thật sự cũng chỉ được khoảng chục 20 chiếc là chọn VIP đẹp thôi, chứ còn không có nhiều nhiều lò vi sóng đẹp đâu ạ. Vì những cái gì nó liên quan đến dầu mỡ các bác nhé, thì nó thường là hay dùng nhiều, và thì đây chọn những cái mà nó rất ít dùng. Đấy, có những cái model đời 2008 nhưng mà rất ít dùng mà em vẫn nhập. Đấy, không phải là cứ model đời cao, quan trọng nhất là nó ít dùng thôi nhé. Sóng đây em đang cho vệ sinh, các bạn nhìn nó bắt đầu nó mờ rồi. Hơi nước nó phun rồi, em tắt đi thử xem, kiểm tra hơi nước ra không nhé, tức là mình test cái tính năng hơi nước luôn. Đấy, các bạn thấy hơi nước ra chưa? Đấy, hơi nước bay ra nhé. Đấy, ok, ngon lành, 4 triệu 2 bảo hành 6 tháng các bạn nhé, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ em nhé, chào các bác.